những cái vẫy tay chào tạm biệt của ông cụ nhặt ve chai, vẫy tay chào tạm biệt những người hàng xóm thân thương đã từng giúp đỡ ông, và vẫy tay chào tạm biệt dòng sông thân thương gắn bó với ông hơn 10 năm qua. Ngày hôm nay á, thì cái biệt danh ông cụ nhặt ve chai á, đã không còn đặt tên cho ông nữa, mà thay vào đó người ta sẽ gọi ông một cái tên rất là trân trọng hơn, ông Tư. Vì ngày sau ngày hôm nay á, ông Tư đã có thể quay trở về lại với gia đình của mình, với những đứa con hiếu thảo, với quãng đường hơn 100 km để quay trở về lại quê hương. Đối với ông trước đây là quãng đường khá xa, nhưng đối với ông thời điểm bây giờ nó gần hơn bao giờ hết. Gần hơn á, bởi vì khi về Cà Mau ông sẽ có được những đứa con hiếu thảo chăm sóc cho ông ở tuổi xế chiều. Và cuộc đời của ông Tư nó đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, và có cả những người như Bùi Hồ đã từng chứng kiến câu chuyện này. Và sau video clip này, cho Bùi Hồ khép lại một cái câu chuyện kết thúc có hậu về cuộc đời của một ông cụ nhặt ve chai hơn 31 năm không tìm được con. Bùi Hồ cũng xin chúc mừng ông, chúc mừng ông Tư đã quay trở về lại với vòng tay thân yêu của con mình. Và xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng với lại kênh Bùi Hồ, cũng như là theo dõi suốt hành trình về cuộc đời của ông cụ nhặt ve chai. Và đây là giây phút ông sẽ hồi ngộ cùng với con mình ngay tại quê hương Cà Mau. Cũng mong rằng thời gian sắp tới thì ông sẽ thật hạnh phúc viên mãn ở quãng đời còn lại. Lần nữa ông ba với ông Tư ở Cà Mau, nhưng mà lần này là đi thì ông ba về thôi, còn ông Tư ở lại. Thôi bây giờ cũng đã tới rồi, cũng một thời gian dài hơn 100 km. Mời ông ba với ông Tư xuống xe ha. Dạ, để anh kêu Đạt mở cửa. Không ai mở cửa, mình mở cửa luôn. Dạ. Này chú ba xuống trước nè. Khỏe không chú ba? Dạ. Có bị say xe gì không ông ba ông Tư? Dạ, bình thường không. Bình thường ha. Dạ, để con đóng cửa lại cái. Để coi bữa nay ông Tư cứng, bữa nay ông Tư khỏe là ông Tư đi cứng luôn á, đi là khỏi cằn cà luôn á. Rồi đi vô đi ông ba với ông Tư. Hải vô, Hải ơi. Hải nói không chịu đâu. Nhưng mất cỡ. Tư bữa nay đi cứng ghê trời. Bao lâu năm chờ đợi mà được cái về rồi, bây giờ ông Tư đi rất là khỏe luôn kìa. Ôi trời, nay động lực dữ vậy. Tư đi kìa. Quá mừng mà. Bên kia con quên đường vô luôn rồi, cho vô đường anh Tư, vô đường bên đó. Dạ 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 dạ, ông Tư cha về xứ, cha về xứ, đang chặt dừa hả chị? Đang chặt dừa cho cha. Nay hình như có động lực hay gì là ông Tư khỏi cần kè luôn trời. Khỏi cần kè luôn quá. Hôm nay quá khỏe. Cha thấy sao? Về tới nhà của ông Tư. Nhà có chị Cẩm Hường. Đây là nhà của chị Cẩm Hường nè. Dạ, nhà thuê á anh. Dạ, nhà thuê luôn. Nuôi hai đứa con ăn học luôn á. Còn đồ để ngoài cốp xe nữa ông Tư ơi, chứ tí xíu mình lấy sao ha. Quà cáp của ông Tư mua về cho cháu ngoại. Nghe không? Thưa ông ngoại kìa, hái. Thưa rồi, mất cỡ. Hình như là có bạn gái hay sao á. Ông ba đâu rồi? Ông ba đâu rồi? Đâu rồi? Dạ. Nước dừa hả chú ba đâu? Dạ, đi vệ sinh đi rồi. Chưa mà. Ôi, cái tay đẹp quá trời, cái tay đẹp chưa? Ta thấy thì cho mệt à? Đi mệt à? Không chứ, bình thường. Bình thường hả? Nếu vừa này chưa uống thì cho mát. Cô bác cần xa cô. Gì dữ vậy? Đó này ông. Này ông Tư mua nè. Ôi chè. Rất vui và con Tư. Nước cam. Bú sữa, nem chua. Chua này quá mừng luôn ha ông Tư. Này đi như thanh niên 18 luôn mà. Ông ba vô đây đi ông ba.
Vài bữa phải khỏe thôi, nãy có đá banh rồi dẫn Tư đi theo đá banh chơi. Đúng rồi, có mấy đứa vậy kìa cha. Cái Hải nó đi đá banh, cái cha đi với nó đá banh luôn. Biết có cháu ngoại đồ mua vú sữa với lại cam xanh. Sao cho biết con thích uống cam vậy? Đọc tín hiệu. Biết chưa, không biết. Hôm nay là mình nấu món gì đại ông Tư á chị? Cá phi sáng mua còn u bụi gì nè. Cá phi á còn xè xè luôn. Má nhõm nhẽo luôn rồi. Vậy là đẩy cho Tư cá phi, cá thì dễ ăn hơn. Cá, ừ đúng rồi cha, ăn cá nó dễ hơn. Với cái nữa, cá nó có nhiều dinh dưỡng hơn là thịt. Dạ. Vì thịt ăn nóng lắm, con hai thằng con chị cũng ít cho ăn thịt lắm. Tại vì lâu lâu mới cho ăn thịt lần, thịt ăn nóng nó khó tiêu, thịt nó khó tiêu hóa hơn là so với cá. So với cá, cho nên là người lớn tuổi và trẻ nhỏ thì mình cho ăn cá nó nhiều hơn. Sáng giờ nấu chắc vất vả chứ hả? Hôm nay là nghỉ đi làm ở nhà tiếp khách nữa rồi. Hôm nay nhà tiếp khách nữa rồi. Còn phải đoàn nữa chứ không phải đâu. Dạ. Còn phải đoàn đi ghe nữa. Phải đoàn đi xe về trước. Ghe tới đâu rồi hai em? Chắc qua ngã năm rồi quá chị. Qua cái năm xe nãy tới trên ngã năm. Lúc điện là chưa tới ngã năm. Lúc chị điện là chưa tới ngã năm. Ông cậu nói còn chút xíu nữa là tới ngã năm đó. Một phái đoàn đi ghe và một phái đoàn đi xe. Phái đoàn nào đi trước thì phái đoàn đó sẽ dùng trước. Thấy đoàn này hay sao ông Tư? Mình làm là... trước à, tại vì cậu chứ sáng giờ điện mấy lần rồi, hỏi mới điện thắng thì ra hỏi ha, cha con cha về tới chưa, nói dạ chưa, chừng nào cha về tới con điện cho cậu. Sáng cậu chứ nó trong vuông chổng á, rồi nghe nói cha về cái cậu đi ra ngoài này, rồi tới nhà ngoài này rồi. Cậu cũng mới điện hỏi thăm nữa, cha về tới chưa, dạ chưa, chút xíu nữa là cha về tới con điện. Vậy là bữa nay là coi như sum họp rồi. Yeah. Thời gian tới là yên bình rồi, lâu lâu tụi con có dịp về Cà Mau á thì mới ghé thăm ông Tư với chị Cẩm Hương. Tại vì mỗi người cũng có một cái công ăn việc làm khác nhau anh Ôn ha. Đúng rồi. Thì đây là lần đầu tiên mà anh Một Đồng á coi xuống đến thành phố Cà Mau, thấy vui không? Nói chung là đoạn đường vất vả, thời điểm này là cũng hơn 11 giờ, cũng buồn ngủ lắm. Nhưng mà mọi người cũng đợi cố gắng để dùng tiệc với lại ông Tư với ông Ba với lại chị Cẩm Hương. Cũng chào cô bác anh chị ở kênh Một Đồng cũng như là anh kênh của Đạt Đồng Tháp ha. Hôm nay thì có dịp về đây á, thì trước đây thì Bùi Hồ nói không có nhận những cái hiện kim cho ông Tư, lý do vì cái cuộc sống của ông Tư đơn độc quá, nhận nhiều thì nó lại gây ra một cái gì đó nó không an toàn, bất an cho ông Tư. Và ngày hôm nay thì ông Tư đã về lại gia đình rồi, thì nhận được hai cái phần quà, một là từ bạn Thảo ở Nha Trang, hai là từ một bạn Thảo ngày xưa trước đây cũng quen luôn, ở bây giờ hiện nay sống ở New York của Mỹ á. Thì hai bạn này có gửi hai phần quà cho ông Tư. Nghe nói rằng là ông Tư về Cà Mau á, sáng sớm là nhắn tin 5 giờ nhắn tin cho con sớm bạn Thảo Nha Trang á. Anh nói là lúc trước là anh không có nhận tiền cho ông Tư, hôm nay ông Tư về rồi anh có thể nhận giùm em được chưa? Thì con mới nói là anh sẵn sàng. Và bạn Thảo đó thì gửi cho ông Tư 1 triệu đồng để làm cái chi phí thời gian sinh sống ở đây nè. Đây là 1 triệu đồng của bạn Thảo ở Nha Trang. Còn bạn Thảo ở New York Mỹ á, thì gửi cho ông Tư 3 triệu nữa, là tổng cộng là 4 triệu. Dạ nó gửi 2 triệu, còn 1 triệu đó ông Tư muốn mua gì đó mua, nhưng mà thôi gửi đời để đi, ông Tư có muốn sử dụng như thế nào đó sử dụng. Thì cũng trước khi ông Tư nói á, thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã ủng hộ ở kênh Đạt Đồng Tháp và kênh Bùi Hồ, cũng như là mạnh thường quân đã đồng hành kênh từ trước đến nay, những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và hoàn cảnh của ông Tư nói riêng. Thì cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều, chúc sức khỏe, và chắc có lẽ là ông Tư sẽ chia sẻ thêm cái suy nghĩ của mình khi đặt chân đến Cà Mau, cũng như là nói lời cảm ơn đến tất cả mạnh thường quân ha ông Tư. Ha. Đi tôi ông Tư với cây trai là tôi đang trở về mảnh Cà Mau để đoàn tụ với con cháu tôi, hai cô bác gần xa, và gửi tôi một phần quà cho mạnh thường quân tổ Đồng Tháp đã tôi nhận cầm trên tay đây. Luôn cảm ơn cô bác gần xa trong nước ngoài nước để giúp đỡ cho tôi, bởi chân yếu rồi con tôi cũng khổ. Tôi cũng khổ mà giờ cô bác giúp tôi thì tôi rất cảm ơn.
tôi quá xúc động, lòng nghẹn ngào nhờ cô bác gần ra trong nước ngoài nước, lớn nhỏ anh chị cô bác này đó, tôi cũng quá xúc động. Nhưng mà tôi không biết nói gì hơn, chỉ là mừng trong lương tâm rồi cảm ơn cô bác gần xa vậy thôi, chứ tôi không còn ngẹn ngào quá thốt lên được. Con hỏi thằng Tư nè, nếu như mà cái số tiền đó thì ông Tư nhặt ve chai mà bán phế liệu mà tích lũy trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới được cái 4 triệu đồng đó? Gần 1 năm chưa được đó. Đủ sống qua ngày vài chục đồng trong túi vậy thôi. Mà giờ đứng không gì tôi vớt giờ 1 năm nữa mà được số tiền cầm được gì đó là quý lắm. Số tiền này cũng như là ông bà con đợi để trời Phật giúp cho ông bà làm ăn được, cô bác Kiều Sam ăn được nay để gửi lời cho tôi rất cảm ơn quá nhiều. Thật ra thì cái hoàn cảnh của chị Cẩm Hường cũng khổ nè, anh Hưng cũng khổ và ông Tư cũng khổ. Không những là cha khổ mà thậm chí là con của mình cũng khổ. Đúng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng như Đạt Đồng Tháp cũng như là anh Một Đồng sẽ mở lòng ra có thể thay mặt cho ông Tư cũng như gia đình của ông Tư có thể nhận, cô bác của anh chị gửi thì Bùi Hồ có thể nhận trực tiếp hoặc là có thể liên hệ qua cái số điện thoại của anh Hưng là con của ông Tư, là số điện thoại là 0986351429. Thì cô bác của anh chị đó là số điện thoại của anh Hưng, thì chắc có ở đây thì cô bác của anh chị có thể hoặc là số điện thoại của chị Cẩm Hương để cho cô bác của anh chị điện luôn, để mà có thể trực tiếp gửi cho chị Cẩm Hương cũng được. Số điện thoại là 0946227140. Người ta thường nói câu là lá lành một gói khi đói bằng một miếng, khi đói bằng một gói khi no, thì lá lành thì đùm lá gách. Nói chung là được cô bác giúp đỡ thì ông Tư rất vui, thậm chí là bây giờ khóc luôn rồi kìa. Xúc động. Anh luôn thì thấy cái hoàn cảnh của chị Cẩm Hường nè, trực tiếp đến đây á rồi gặp ông Tư như vậy thì cái cảm giác anh như thế nào? Thật sự ra là lần đầu tiên con được bước chân đến vùng đất Cà Mau này. Đến hoàn cảnh của chị Cẩm Hường cũng như là ông Tư thì trước kia, và bước chân vô thì con thấy một phần thì cũng ổn ổn, nhưng mà nghe em Đạt nói lại á, là đây là cũng cái nhà thuê. Thật ra là hoàn cảnh rất khổ và khó khăn. Và anh Hưng thì cũng ở chung đây hay là ở đâu? Ở bên mẹ nó. Vì anh Hưng ở bên kia. Ở chung với mẹ. Rồi ông Tư thì về đây sống trong căn nhà với chị Cẩm Hương. Ông Tư được mấy người cháu ông Tư? Đang nấu chưa xong, gian dở nhưng mà cũng để cho ông Tư cũng đói bụng á. Thì chị cũng đói. Dạ, chị cũng tranh thủ. Thì chắc anh em sẽ ghi những cái thước phim này để tranh thủ cho gia đình còn ăn uống nữa. Thôi bây giờ chắc có lẽ là chị sẽ thay mặt cho ông, cho anh Hưng nói một lời nào đó cảm ơn với lại Mạnh Thường Quân ha. Chị thay mặt cho chị, cho tất cả gia đình chị luôn, em chị và mẹ chị rồi hai đứa con của chị nữa, là cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng như các anh chị em đã quan tâm đến gia đình của chị trong mấy tháng qua, nhưng mà chị cảm ơn nhiều lắm. Rồi thời gian sắp tới là sẽ thời gian đầm ấm nhất của cả gia đình, của cả ba thế hệ luôn, chứ không phải là còn hai thế hệ nữa. Của ông Tư là ông ngoại nè, rồi chị Cẩm Hường là con nè, rồi cháu nữa. Thì ba thế hệ vậy thì rất là vui rồi. Có cha chị, hy vọng là trong gia đình nhà này tuy rằng nhỏ đầm ấm nhưng mà sẽ rất là nhiều tiếng cười. Dạ, mặc dù là nó thiếu thốn một ít về vật chất nhưng mà sẽ đâu đó thì nó sẽ đầy vun đắp đầy đủ những cái tình cảm mà trước đây mình đã thiếu hụt rồi. Trước đây là nhà chị luôn luôn đóng cửa, lúc nào cũng đóng cửa hết, tại vì đi suốt à. Nhưng mà từ đây lên là sẽ mở rộng cửa, tại vì có cha chị ở đây, trong nhà, rồi trong cháu nữa. Ông Tư nó có dự định là về đây có thể giăng lưới nè, hoặc là có thể vừa giăng lưới vừa nhặt ve chai, thì chị có cho ông Tư đi không hay là để cho ông ở nhà thôi?
nếu mà cha không thấy buồn thì cha cứ ở nhà con lo. Còn nếu như cha muốn mà thôi cha buồn quá, con có thể là xuống ghe đó, xong thì gần đây nè, cha có thể là bơi đi, giăng lưới, giăng cá, nói chung là cái niềm vui thôi, chứ con cũng không có bắt cha phải nó tạo ra tiền đúng không? Không phải là để lên lao động để tạo ra tiền là chính. Để cho cha lao động cho có sức khỏe như vậy cũng tốt. Còn không thì cha cứ ngồi nhà, con sẽ lo cho cha hết, khoảng còn lại. Chứ giờ bỏ nghề luôn cũng ổn chứ. Cái nghề cũng gần 10 năm rồi. Vui quá. Tao thì nhớ ghé lại đây thăm chị nha. Rồi, người ta nói ăn một bữa dỗ lỗ một bữa cài, mà vừa không có tiền mà lại tốn tiền tiếp khách nữa đó anh luôn. Có sao đâu, khách khứa gì. Chị em không à. Thì chắc có lẽ là em sẽ thay mặt cho tất cả cô bác quý anh chị khán giả đã từng xem kênh của các anh em. Thì những cô chú anh chị mà chưa có được nói những cái lời nói trực tiếp với ông Tư cũng như là chị Cẩm Hương, thì xin gửi đến một lời chúc đến chị Cẩm Hương, vì sau gần ấy năm xa cách cũng gặp lại cha mình trong một cái khung cảnh nó đầm ấm như thế này. Và con cũng xin chúc mừng cho ông Tư, thay mặt cho tất cả cô bác quý anh chị đã xem kênh, chúc cho ông Tư một sức khỏe dồi dào. Dù sao thì cái đoàn viên như thế này nó cũng đã rất là một cái kết thúc có hậu cho một cái tập dài tập cho về cái cuộc đời quãng đời của ông Tư. Thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là lâu lâu thì tụi con cũng sẽ ghé thăm cập nhật về cái tình hình hiện tại. Thôi con chúc ông Tư sức khỏe, chúc chị Cẩm Hương càng ngày càng làm ăn phát đạt ha. Cảm ơn mấy chú